Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ chủ đề sử dụng máy tính, thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ thêm các bạn về cái thông tin liên quan đến cái hệ điều hành Windows XP các bạn nhé. Đó là chúng ta sử dụng trong năm 2023 thì còn sử dụng được cái hệ điều hành này nữa hay không. Đó, để các bạn có thêm thông tin, các bạn tham khảo. Đó. Thì trong thời gian vừa qua thì mình biết là có một số bạn vẫn còn có cái yêu thích cái hệ điều hành Windows XP này các bạn. Một số bạn mình có tham khảo trên các cái diễn đàn thì thấy một số bạn vẫn hiện nay vẫn đang còn dùng. Đó, bởi vì cái hệ điều hành này thì ra đời rất là lâu rồi các bạn nhé. Và tại cái thời điểm ra đời thì lúc đấy thì đối với cái công nghệ máy tính lúc đó cũng chưa phát triển lắm và nó gắn với tuổi thơ của rất là nhiều người. Đó, và riêng đối với bản thân mình thì đối với cái hệ điều hành này cũng gắn với cái thời điểm mà mình cũng mới bước chân vào sử dụng máy tính thôi. Đó, và nó để lại cho mình rất là nhiều cái ấn tượng và rất là nhiều cái kỷ niệm nhé. Và hiện nay thì mình vẫn đang để trên vẫn cài cái Win XP này ở trên cái máy tính bàn. Đó, mặc dù là cái cấu hình nó hơi cũ nhưng mà khi dùng thì mình vẫn sử dụng trong một số cái mục đích cơ bản thì vẫn dùng được các bạn nhé. Đó, đó là mình đang cài trên cái máy tính bàn này các bạn này. Đó, cấu hình rất là cơ bản thôi nhé. Rồi lát nữa mình sẽ sượt qua cái cấu hình cho các bạn xem nhé về cái máy này. Đây, máy của mình thì đang kết nối cái cục wifi đây các bạn này. Đó, để kết nối mạng nhé. Bởi vì cái máy này thì nó nằm ở trong cái phòng phía trong cho nên là vấn đề kết nối bằng dây là nó hơi rườm rà, cho nên là mình sử dụng cái cạc wifi này để mình kết nối bằng dây và chia sẻ các bạn khi kết nối internet nhé. Đó, còn về cái vấn đề mà cách kết nối wifi cho máy tính bàn ấy, thì mình đã chia sẻ các bạn ở trong video trước đây nhé. Đó, thì bạn nào quan tâm về cái cách kết nối wifi cho máy tính bàn là giống như là kết nối wifi cho một cái laptop thì các bạn có thể truy cập thêm cái kênh của mình nhé để các bạn tham khảo thêm nhé. Rồi bây giờ hệ đối với hệ điều hành Win XP trong năm 2023 này thì nó sẽ có một số cái trường hợp như sau. Đấy, bây giờ mình sẽ vào trình duyệt web nhé, để cho các bạn xem thử là nó chạy như thế nào nhé. Và đầu tiên thì mình sẽ vào cái cấu hình của máy của mình trước đã, để rồi mình sẽ vào cái trình duyệt web để các bạn xem thử là nó sẽ loạt các cái trình duyệt web như thế nào. Chẳng hạn như là YouTube hoặc là các bạn lên mạng, các bạn đọc báo thì như thế nào nhé. Rồi đầu tiên là mình sẽ vào My Computer các bạn này, My Computer đây nhá. Đó, một cái giao diện rất là quen thuộc đối với các bạn đã dùng cái Win này hơn 20 năm rồi. Đó, rồi mình có bao đĩa là CDE này. Đấy, bây giờ mình sẽ kích chuột phải lên cái vùng trống này nhá. Rồi. Và chọn vào cái mục là property các bạn này ở dưới cùng nhá. Đây. Các bạn kích vào đây nhá. Rồi. Thì sau khi chúng ta kích vào đây ấy, thì các bạn vào cái mục là đầu tiên ở đây. Đấy, cái dòng đầu tiên ở đây này. Đó. Có chữ GE đây nhá. Đấy, thì chúng ta nhìn xuống phía dưới thì nó sẽ có cái cấu hình cơ bản của cái máy tính ở trong Win XP. Đó. À, đây là Microsoft Win XP các bạn này. Nhá, đấy, phiên bản năm 2002 luôn, rất là lâu rồi. Bây giờ là 2023 các bạn ạ, bây giờ là 21 năm này nhá, tính ra là 21 năm rồi. Đó, và Silverback 3, lại phiên bản này là Back 3 này. Đó, rồi. Bây giờ là thông tin máy tính này các bạn này. Đấy nhá, mình đang sử dụng cái con chip Pentium nhá. Đó, Dual Core, tức là hai lõi đấy. CPU E5500 luôn. Và xung nhịp là 2.8 nhé. Tức là hai cái lõi này thì đều 2.8 hết. Nói chung là tương đối là cao các bạn ạ. Rồi. Và RAM là 2GB nhé. RAM 2GB. Thì cái cấu hình này mà các bạn sử dụng cho máy tính văn phòng, các bạn làm Excel, Word hoặc là PowerPoint thì cũng rất là ok. Hoặc là các bạn đọc báo, xem phim, lướt web thì Facebook, Zalo cũng không vấn đề gì các bạn nhé. Nếu như các bạn cài hệ điều hành tốt đấy thì nó vẫn chạy bình thường. Đó, chip hai lõi 2.8. Rồi, thì bây giờ mình sẽ vào cái trình duyệt web nhá. Bước tiếp theo là mình vào trình duyệt web này. Đó, mình sẽ vào công cốc đi. Đấy, bạn nào mà có Chrome thì các bạn vào Chrome nhá, hoặc là Firefox nhá. Đây mình vào công cốc này. Rồi, đó, các bạn sẽ thấy được là khi mà sử dụng Win XP trong năm 2023 thì các bạn mở công cốc lên thì nó sẽ có giao diện như thế này này. Ở dưới này là một cái vùng trắng luôn. Đó. Và hiện nay thì mình đang xài cả ba cái bản Win các bạn nhé. Mình đang xài cả Win XP này, Win 7, Win 10 luôn. Đấy, thì mình thấy là trên Win 7 hoặc là trên Win 10 thì khi các bạn mở cốc lên đấy thì ở phía dưới này nó sẽ hiện các cái thông tin của các cái trang web, đặc biệt là các cái thông tin về tin tức hot ở trong ngày ấy. Đó, thì nó sẽ hiện ở dưới này hết. Còn trên Win XP là không có các bạn nhé. Đấy, không có. Và cả cái phiên bản mà YouTube ở đây cũng không có luôn. Đấy, YouTube nó cũng hiện đến đây luôn. Thì lúc này chúng ta muốn vào YouTube thì chúng ta phải gõ vào đây là chữ Y này. Đó, chúng ta đã gọi đến bàn phím nha. Rồi, thì chúng ta sẽ chọn vào đây là YouTube này. Quản tích vào đây. Đó. Nói chung là loạt khá chậm các bạn ạ. Mình thấy là so với Win 7 và Win 10 thì nó loạt rất là chậm nha.
chậm hơn nhiều. Rồi tiếp theo là mình sẽ vào mạng chia sẻ YouTube này. Đó, các bạn xem thử là nó chạy như thế nào nhá. Đấy, vẫn vào đây, vẫn vào bình thường. Đó, các bạn vẫn vào YouTube để các bạn nghe nhạc, các bạn xem phim bình thường. Đó, nhưng mà trong quá trình nó loát thì nó hơi chậm và có đôi lúc nó bị lỗi các bạn ạ. Mình thấy là nó cũng hơi bị lỗi, không? Rất là chậm nhá. Đấy. Cái con chip Bentum này thực ra thì nó là cái con chip tầm trung thôi các bạn nhá. Đó, rất là cơ bản thôi nhưng mà nó cũng không phải là chip yếu đâu. Đó, so với mình đánh giá là đối với những cái tác vụ chẳng hạn như vào đọc báo hoặc là các bạn nghe nhạc. Đấy, và xem phim ở trên YouTube ấy thì máy vẫn chạy ở trên Win 7 và Win 10 rất là mượt nha, không vấn đề gì hết. Đấy, nhưng mà ở trên Win XP là nó chạy tương đối là chậm, loát tương đối chậm. Đó. Như vậy là đối với Win XP thì trong năm 2023 thì các bạn vẫn vào YouTube các bạn nghe nhạc xem phim bình thường nhé, không vấn đề gì nha. Đó, các bạn chỉ cần kích vào đây thôi là chúng ta sẽ nghe nhạc hoặc là xem phim thôi. Đó, cái này thì mình xin phép các bạn là mình không truy cập vào trong các cái video của YouTube nhé, bởi vì nó sẽ chính cái bản quyền đấy, của các cái trang trang kênh này, nên mà các bạn thông cảm nhé. Rồi, đó đó là vấn đề YouTube nhé. Rồi, tiếp theo là sang cái phần đọc báo nhé. Mình sang phần đọc báo cho các bạn xem này. Đây, mình sẽ đọc báo thì các bạn cũng phải gõ trên cái phần tìm kiếm này. Đây, khi các bạn mở Google cốc lên hoặc là trình duyệt Chrome lên thì nó cũng như thế này thôi. Đó, các bạn sẽ phải gõ từ tin tức nhé. Đấy, tin tức này. Đó, tin tức đi. Đó, rồi bấm Enter lên bàn phím nha. Rồi, máy nó đang loạt các bạn này. Đấy, như vậy là nó vẫn vào các trang web bình thường nhé. Đây, vietnamnet.vn này. Rồi, phần phía dưới này, tin tức hàng đầu này. À, chẳng hạn như đây là có của vtc.vn này. Đấy. Rồi, cái trang VN Express các bạn này. Cái trang này mình cũng hay đọc ở đây này. Đấy, mình cũng thỉnh thoảng mình kết nối mạng mình lên mình đọc cái trang này. Rồi, thanh niên.vn này. Đó, vietnamnet. Rồi, bây giờ mình sẽ vào cái trang chẳng hạn như là vào cái trang báo điện tử dân trí đây, mình tích vào đây chẳng hạn này. Đó, mình quay cho các bạn xem thử nó chạy như thế nào nhé. Rồi, bấm vào rồi các bạn nhé. Đó, cái này thì đối với những bạn mà hay đọc báo thì các bạn nên chọn cái màn hình máy tính ấy, màn hình PC nó có độ phân giải cao hơn một chút nha. Đấy, từ Full HD trở lên ấy, thì các bạn đọc báo hoặc là xem phim thì nó sẽ thoải mái và nó sướng hơn. Đấy, máy của mình ở đây đang dùng là cái màn hình HD còng đó các bạn ạ, chứ không phải là Full HD nhé. Đó. Các bạn thấy là cái hình ảnh ở đây nó bị bẻ các bạn này, bị bẻ ra nhá. Nó không có thu nhỏ lại mà nó cứ dàn như thế này. Đó, các bạn thấy không? Cái hình ảnh này. Rồi, mình vào cái trang khác đi nhá. Mình tắt cái trang này đi. Rồi, vào cái trang khác đi. Ví dụ như vào trang thanh niên.vn xem thử thế nào nhá. Click vào đây nhá. Rồi, mình kéo xuống này. Đấy, đã vào cái trang chủ của thanh niên. Diễn đàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Đó, thì trang cái thanh niên này có vẻ là dễ đọc hơn các bạn này. Đây, nó đang hiển quảng cáo đây các bạn này. Đấy, trên Winix B bây giờ hiện nay cũng có quảng cáo rất là nhiều đây này. Nó vào cái trang này rồi thì làm sao mà đọc báo được. Đấy, mình click vào đây xem thử. Rồi. Rồi, mình sẽ vào trang khác tiếp. Đây, VnExpress chẳng hạn các bạn nha. Đấy, trang web nào dễ đọc thì ta vào thôi. Rồi. Đây, ví dụ mình kích vào đây chẳng hạn này. Đó, mình vừa vào cái thông tin đó là Quang Liêm lên đỉnh sự nghiệp. Đó, chẳng hạn như thế. Đại kiện tướng cờ vua của Việt Nam. Đấy, như vậy vào đây chúng ta vào đọc báo bình thường các bạn nhé. Đó, hình ảnh này. Hình ảnh của trang báo này. Nói chung là khi sử dụng Win XP trong năm 2023 thì các bạn vẫn sử dụng được nhưng mà nó chạy đôi lúc là nó chậm các bạn ạ, và nó cứ dích dắc nhá, giống như nó có giật lag. Đấy, chủ yếu nó bị giật lag thôi. Còn chúng ta vẫn sử dụng được. Còn nếu các bạn mà đã chuyển sang Win 7 thì nó sẽ không có trường hợp này nhá, các bạn vẫn sử dụng Win 7 thì vẫn sử dụng bình thường. Còn Win 10 thì các bạn sử dụng tốt rồi, bởi vì Win 10 vẫn đang trong cái thời điểm mà Microsoft hỗ trợ về cái vấn đề bảo mật nhá. Đó, cho nên Win 10 là chạy thì rất là ok ở thời điểm 2023 rồi. Còn Win 7 hiện nay cũng không được hỗ trợ nữa các bạn nhé. Nhưng mà nó vẫn chạy tốt hơn Win XP rất là nhiều. Đó, thì các bạn cân nhắc nhé.
Cái này thì chủ yếu là sử dụng USB là để lại để làm kỷ niệm thôi các bạn. Chứ thực ra thì hiện nay thì đa phần các bạn đã lên Win 10 hoặc là đã Win 11 rồi. Đó thì mình vừa chia sẻ các bạn thêm một số thông tin đến cái vấn đề sử dụng WinXP, còn các cái thao tác chẳng hạn như là gột này, gột 2003 thì các bạn vẫn làm bình thường không vấn đề gì, cái này thì nó chạy rất là nhanh. Đó, các bạn làm ứng dụng văn phòng như gột 2003 hoặc là Excel 2003 này thì các bạn làm rất là tốt nhá. Thậm chí các bạn cài các cái bản cao hơn, ví dụ như 2007 thì các bạn vào đây các bạn vẫn làm được. Đó không sao, nếu như các cái ứng dụng văn phòng. Nhưng mà khi các bạn liên quan đến cái vấn đề trình duyệt web hoặc là các bạn gửi Gmail thì máy nó sẽ có lag các bạn ạ, và nó hơi chậm một chút nhá. Rồi đây mình sẽ lấy thêm một số cái hình nền để các bạn có thể là xem lại cái hình nền của USB, những cái hình nền rất là huyền thoại nhá. Mà mình cũng rất là thích những cái hình nền này. Đây là hình nền về cái đồi Thảo Nguyên đúng không? Rất là nổi tiếng từ trước rồi. Rồi cái hình nền về biển các bạn này. Trước đây thì mình sử dụng USB thì mình rất là hay sử dụng cái hình nền này nhá, bởi vì nó rất là đẹp luôn. Rồi đây các bạn chọn Stack nhá. Đây để chúng ta giãn cái hình nền này ra. Đã vừa qua thì có một số bạn có hỏi trên kênh của mình là vì sao khi chọn hình nền thì nó chỉ nằm một cái ô ở giữa thế này thôi mà nó không giãn ra hết cả cái màn hình luôn. Đó nguyên nhân là chúng ta sẽ chọn ở cái chế độ đây này, Stack ở đây. Đó, các bạn chọn Stack thì nó sẽ giãn ra hết. Chọn FB nhá. Rồi, nhấn vào OK để chúng ta áp dụng. Rồi, cái hình nền rất là đẹp các bạn nhá. Đấy, mấy có ba cây dừa nằm ở giữa một cái bãi cát ở giữa biển nhá, rất đẹp luôn. Và tiếp theo mình sang cái hình nền khác nhá, để các bạn tham khảo lại một số cái hình nền trên WinXP nhá. Đây, ví dụ như là đây, hình nền về một cái dải cây màu vàng rồi cũng rất là đẹp luôn. Đấy, chọn vào đây. Autumn gì đây? Rồi chọn FB này. Rồi ok. Rồi, tiếp theo mình lấy hình thêm một cái hình nền nữa nhá. Property, cái chuột phải lên màn hình này. Đó, chọn Property ở dòng dưới cùng này. Rồi, vào lại desktop này. Đó, chọn cái mục game xong chọn desktop các bạn nhé. Và tiếp theo chúng ta sẽ kéo xuống, chúng ta chọn ở dưới này. Đó. Những cái hình nền này thì ví dụ như hình nền con cá này cũng được các bạn này. Đây, hình nền con cá này cũng rất là lâu rồi này. Đấy, bấm vào FB này. Rồi, ok này. Đó, cái hình nền cũng rất là đẹp này. Rồi, thì mình vừa chia sẻ các bạn là một số thông tin liên quan đến cái WinXP huyền thoại đúng không? Cách ra đời cách đây hơn 20 năm rồi. Đó, trong năm 2023 thì các bạn sẽ sử dụng như thế nào? Đó, thì đánh giá cuối cùng kết thúc cái video này thì mình cũng chia sẻ thêm các bạn đó là đối với WinXP năm 2023 thì các bạn vẫn dùng được, đặc biệt là các cái tác vụ như là Word, Excel, PowerPoint các bạn cài lên máy thì các bạn vẫn sử dụng bình thường không có vấn đề gì. Nhưng mà khi các bạn lướt web, các bạn xem phim, các bạn nghe nhạc hoặc là sử dụng Facebook, Zalo ấy thì máy nó hơi lag nhá. Thậm chí là đôi lúc nó có sẽ có hiện tượng bị lỗi. Đó thì các bạn cân nhắc việc có sử dụng WinXP ở trong thời điểm hiện tại này hay không. Đó, và theo mình đánh giá thì đối với WinXP hiện nay có một số bạn vẫn dùng giống như mình ở đây, mình đang cài trên cái máy tính bàn PC này. Đó thì chủ yếu là mình dùng để lưu lại cái kỷ niệm vậy thôi. Đó, đôi lúc mình vẫn mở lên mình nghe nhạc, mình xem phim. Đó để chúng ta gắn với những cái thời gian trước mà chúng ta hay dùng, cho nên là chúng ta muốn lưu giữ lại cái WinXP này thôi. Rồi thì mình xin dừng video tại đây nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn sử dụng máy tính thành công nhé. Đã sau video này bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nha. Mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn trong thời gian tới nha. Rồi xin chào tất cả các bạn.